Chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nha. Hôm nay tôi vừa mới ghép xong cái cây phượng vĩ, lan phượng vĩ này. Quay cho các bạn ngắm đi cho vui. Đây là ở cái góc vườn giàn tôi mới làm. Thì ở đây nó có một cái trụ bằng thép, bằng sắt. Thì tôi có lấy cái băng dính giấy nha các bạn. Băng dính giấy. Tôi quấn vào đây một lớp từ dưới lên lên trên. Thực ra này mình cẩn thận thì mình quấn thôi, chứ còn cây lan này nếu mà mình không cần ấy, mình ghép buộc thẳng vào cây sắt nó vẫn sống, bởi vì cái cây phượng vĩ này nó dễ sống lắm, nó quá dễ sống luôn, sắt thép nó chơi hết. Nhưng mà mình nghĩ mình cũng thương nó, mùa hè này trời nắng nóng thì cái thép nó sẽ bị nóng, cho nên mình mới dùng cái băng dính giấy mình quấn vào đây một lớp để cho nó mềm mại hơn, nó cũng đỡ bị nóng hơn cho cây nó phát triển. Chỗ này là mặt trời thẳng vào đây trên là rất đủ nắng, và hy vọng là sau 2 năm thì cái trụ phượng vĩ này nó sẽ đẹp nhé các bạn. Đây là tôi cắt ở trên kia về thì nó đang có hoa sẵn đây. Mà cái này thì thực chất là nên bây giờ nên cắt nó luôn nó đi để cho nó đỡ phải nuôi các bạn. Cây nó đỡ kiệt sức thôi. Đấy, hoa rất đẹp nhé. Cái này mà có khoảng độ 4-5 cành cắm vào một cái lọ để trong phòng khách ấy, là nhìn rực rỡ lắm ấy. Đẹp lắm ấy, không phải đùa đâu. Đây, cây này vẫn nụ này. Kia vẫn đấy, hoa này, bên này vẫn hoa này, đấy, cái giống lan này gọi là, bọn tôi có dùng một cái từ gọi là lan Bồ Tát, tức là nó sống, nó tỏa ra cái màu sắc bông hoa đẹp để cho mọi người ngắm và nó không đòi hỏi cái gì cả, buộc vào cây sắt thép, buộc vào trụ bê tông, buộc vào đâu cũng được, miễn là có nắng. Càng nắng gió, càng nắng thì nó lại càng ra hoa khỏe, hoa đẹp. Nhưng mà tất nhiên nói thế, giai đoạn đầu tiên này thì mình cũng sẽ vẫn phải tưới nước các thứ cho nó được, cho nó giữ ẩm, nó ra rễ. Rễ nó ra xong nó bám vào, nó quấn lại cái cây trụ này. Thì lúc đấy là ok. Các bạn cùng theo dõi Hoa Lan TV để ngắm cái trụ phượng vĩ này trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn.